Chào mừng các tín đồ yêu thích anime đến với bộ kỳ tích màu cam, hứa hẹn sẽ làm các bạn sống lại những giây phút dễ thương trong thời thanh xuân tươi đẹp và nhẹ nhàng cùng với khung cảnh miền quê thanh bình của thành phố Nagano, Nhật Bản. Naho đang vội vã đến trường vì muộn học thì bất ngờ nhận được một lá thư kỳ lạ. Đến lớp, Naho nhanh chóng mở thư ra xem thì bất ngờ viết được người gửi lại chính là bản thân cô 10 năm sau. Lá thư không những viết chính xác hôm nay là ngày đầu tiên mà Naho đi học muộn mà còn cho biết chút nữa lớp sẽ có một nam sinh mới chuyển đến từ Tokyo tên là Kakeju. Hơn nữa lá thư còn cho biết đó là việc cậu ta sẽ được thầy giáo xếp ngồi cạnh Naho. Đồng thời tiết lộ Kakezu sẽ là một người rất quan trọng với cô sau này. Đến giờ tan học hội bạn của Naho gồm Azusa, Hazita, Suwa và Takako đã lên kế hoạch đi chơi và quyết định rủ thêm cả Kakeju để giúp cậu ta làm quen với. Môi trường mới mặc dù trong thư đã cảnh báo Naho tuyệt đối đừng rủ Kakeju đi chơi vào hôm nay. Nhưng cô đã không tin vào để mặc cho Suwa làm chuyện này. Tiếp đó cả nhóm đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Kakeju cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người thêm nữa trong lúc chia bánh mì của nhà Azusa. Cô cảm thấy Kakeju là một người khá tinh ý khi nhận ra cô thích ăn vị kaji và chủ động đổi bánh cho cô, thế nhưng không hiểu sao sau ngày khai giảng, Kakeju bỗng nhiên nghỉ học mà không có lý do làm cho Naho có linh cảm rằng nguyên nhân của việc này là do cô đã không làm theo cảnh báo bên trong là thư gửi cho mình. Hai tuần sau, Kakeju cuối cùng cũng trở lại trường với khuôn mặt vui vẻ như bình thường. Trong tiết thể dục Naho phát hiện ra Kakeju đang ngồi một mình chăm chú nhìn mọi người chơi bóng. Cô cảm nhận được dường như Kakezu cũng rất thích và cũng muốn tham gia nhưng cậu ta lại nói sẽ không đăng ký vào câu lạc bộ. Cùng lúc đó đội bóng trẻ lớp Naho có trận đấu với lớp bên cạnh khi tỷ số đang cân bằng thì lớp bạn bất ngờ thay vào sân một tay ném bóng cự phách khiến thế trận nhanh chóng bị đổi chiều. Sau khi tất cả các tay đánh bóng tốt nhất của lớp đều không thể đánh chúng thì mọi người đành nhờ đến sự giúp đỡ của Naho. Trong lá thư từ tương lai cũng đã đề cập đến sự kiện này nó viết rằng Naho vì cảm thấy áp lực quá lớn nên đã từ chối dẫn đến việc Azusa đánh hụt bóng và khiến cho lớp bị thua trận đấu vì không muốn bản thân phải hối tiếc giống như trong lá thư Na Ho đã lấy hết can đảm nhận lấy trách nhiệm nặng nề này. Sau đó với phân tích nhạy bén của mình, cô đã thành công bắt bài đối thủ tung ra cú bóng tuyệt đẹp ghi điểm trực tiếp mang cả đội đến chiến thắng. Sau buổi học ngày hôm ấy, Na Ho đang tập tĩnh với đôi chân bị đau do đi giày sai cỡ thì Kakeju bất ngờ xuất hiện cùng với một hộp dụng cụ sơ cứu rồi nhẹ nhàng giúp cô xử lý vết thương. cảm nhận được sự ấm áp của Kakeju, Na Ho liền lên tiếng khích lệ cậu ta chơi bóng thế nhưng Kakeju cũng chỉ ậm ừ nói rằng sang năm sẽ vào câu lạc bộ trong lá thư nói rằng đó chính là khoảnh khắc mà Na bắt đầu yêu Kakeju. Thế nhưng thực tế 10 năm sau Na lại kết hôn với Suwa và cả hai thậm chí đã có một em bé kháo khỉnh. Trong đó cũng nói thì ra ở tương lai của 10 năm sau Kakeju đã không còn nữa. Chính vì thế Na mới viết thư gửi đến chính mình trong quá khứ với mong muốn sẽ bù đắp lại những điều hối tiếc trước đây đồng thời cứu lấy mạng sống của Kakeju. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục Suwa cuối cùng cũng lôi kéo thành công Kakeju đi đá bóng và sau đó hai người đã có một trận đấu vô cùng ăn ý với nhau su hoa thực sự cảm thấy phấn khích khi chơi bóng cùng kakeju nên cậu đã tha thiết mời kakeju gia nhập câu lạc bộ bóng đá của trường su hoa năn nỉ mãi cậu mới chịu đồng ý thử tham gia và biết được na ho hàng ngày đều tự chuẩn bị cơm trưa kakeju đã nói đùa rằng liệu na ho có thể làm thêm một phần cho cậu nữa không điều này khiến na ho có hơi bối rối cô nhớ đến trong lá thư có viết là na ho của tương lai đã rất hối hận vì không chuẩn bị bữa trưa cho kakeju nên cuối cùng cô đã quyết định sẽ làm việc này cả ngày hôm sau na ho căng thẳng đến mức không thể tập trung học cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đến giờ nghỉ trưa để có thể đưa cơm cho Kakezu. Tuy vậy khi thời điểm đến Na lại trần trừ làm cho Kakezu vẫn phải xuống căng tin mua đồ ăn như mọi ngày. Đến giờ tan học Kakezu thấy túi của Na có vẻ nặng nên định xách hộ nhưng Na lại xấu hổ vô thức giật tay cậu ta ra khiến Kakezu khá ngại ngùng quay người đi trước. Sau hành động bộc phát ấy của mình, Na cảm thấy cực kỳ hối hận vì thế sau đó cô đã cố ý đứng đợi cậu ở cổng trường để nói lời xin lỗi. Su cũng rất tinh tế khi kiếm cớ về trước để dành không gian cho hai người nói chuyện trên đường về na ho và kakeju đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau tuy nhiên khi na ho hỏi về khoảng thời gian 2 tuần nghỉ học trước đó thái độ của kakeju thì cậu bất chợt ngừng lại một lúc sau đó cậu kể rằng mẹ cậu đã tự sát đúng vào hôm khai giảng nên đã phải nghỉ học để lo hậu sự cho bà ấy mặc dù kakeju không nói rõ nguyên nhân nhưng na ho biết rằng việc mẹ kakeju ra đi chắc chắn có liên quan đến việc cả nhóm đã rủ cậu ấy đi chơi vào hôm khai giảng để an ủi kakeju na ho đã lấy hết can đảm cầm ra hộp cơm đã chuẩn bị từ trước đưa cho cậu không những thế cô còn hứa sẽ gọi Kakeju dậy vào mỗi buổi sáng khiến cậu bật cười vui vẻ. Theo như trong lá thư thì sau khi nhập học một thời gian Kakeju sẽ được một đàn chị khóa trên là Eda tỏ tình. Và rồi khi cậu xuống dưới máy tự động mua nước cho cả bọn thì chuyện này đã thực sự xảy ra. Bên dưới một tán cây Kakeju bảo với Eda sẽ suy nghĩ rồi trả lời chị ta vào cuối buổi học. Sau đó khi vào lớp Kakeju mới phát hiện không mang bút chì và tẩy nên đã phải mượn của Naho khi buổi học kết thúc Kakeju đã trả lại đồ cho Naho rồi ra khỏi lớp. Naho trực nhật xong liền mở lá thư ra đọc và biết được Kakezu đã bí mật gửi một lời nhắn vào bên trong cục tẩy của cô. Bên trong mảnh giấy nhỏ Kakezu đã hỏi Naho rằng liệu cậu có nên nhận lời tỏ tình của Eda hay không. Naho ngay lập tức viết câu trả lời của mình và chạy một mạch xuống để vào tủ đồ của Kakezu. Tuy vậy cô vẫn chậm một bước vì khi quay trở lại lớp Naho thấy mọi người đang tụ tập lại bên cửa sổ để hóng hớt Kakezu đưa ra câu trả lời. Khi Azusa hỏi hỏi Kangaroo đã đứng bên dưới và tạo biểu tượng hình tròn thể hiện rằng cậu và Eda đã chính thức hẹn hò. Trong khi mọi người đều mừng cho Kakeju thì Naho lại buồn bã bỏ về. Suoa đã nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Naho và hỏi có phải Naho đã thích Kakeju rồi hay không. Nhưng Naho không trả lời mà chỉ rơm rớm nước mắt chạy đi. Tại thế giới tương lai mọi người đang đào lại hòm thư mà cả nhóm đã cùng nhau chôn năm 16 tuổi. Trong thư ai cũng viết ra ước mơ của bản thân chỉ có duy nhất Kakeju là không. Cậu cảm ơn từng người trong nhóm vì đã luôn ở cạnh và quan tâm đến mình, cậu cũng hy vọng 10 năm sau mọi người vẫn sẽ thân nhau như thế và luôn hạnh phúc như những ngày tháng năm 16 tuổi khác với mọi người không hề nhắn gửi gì đến bản thân như thể cậu đã biết trước rằng mình sẽ không có cái gọi là tương lai chính điều này đã khiến cả nhóm nghi ngờ rằng cái chết của kakeju năm xưa không phải là tai nạn mà cậu ta đã tự lựa chọn kết thúc sinh mạng mình không khí đang vui vẻ đột nhiên trầm hẳn xuống khi mọi người nhớ về kakeju vì muốn thay đổi không khí buồn bã đang bao trùm suwa đã đề nghị mọi người đến nhà thăm bà của kakeju để cùng ôn lại chuyện cũ tại nhà của bà kakeju Mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng bà của Kakezu vẫn nhớ được tên của từng người trong nhóm và tiết lộ rằng Kakezu luôn vui vẻ kể về họ sau mỗi buổi học. Trở lại với cuộc sống năm 16 tuổi, mọi người lúc này đã bắt đầu phải làm quen với những cuộc đi chơi mà không có Kakezu vì cậu giờ đây phải dành thời gian ở bên cạnh Eda. Naho cũng chủ động giữ khoảng cách với Kakezu khi không gọi điện đánh thức cũng như chuẩn bị bữa trưa cho cậu ta hàng ngày nữa. Để tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm của Kakezu và bạn gái suốt những ngày sau đó mặc kệ cho Kakezu có nỗ lực như thế nào Naho vẫn chọn cách né tránh và không nói chuyện với cậu. Tuy nhiên khi đọc lá thư từ tương lai, Naho lại được khuyên rằng hãy đáp lời Kakezu. Khi đang trên đường chuyển hộ ít đồ cho thầy giáo Naho thấy Kakezu đang ngồi một mình và cậu cũng nhìn thấy Naho nên đã nhanh chóng tiến đến muốn nói chuyện cùng cô. Tuy nhiên lúc này Naho lại thấy Eda xuất hiện từ đằng sau nên đã lựa chọn bỏ đi. Một ngày khác Naho đang đi cùng Kakezu thì bất ngờ bị Eda cố tình xô ngã. Kake-zu lúc này rất tức giận vì hành động của bạn gái. Cậu yêu cầu Eda phải xin lỗi Naho nên sau đó hai người đã xảy ra tranh cãi. Lúc này Naho lại nghĩ bản thân chính là nguyên nhân khiến Kakezu với Eda nên đã từ chối sự giúp đỡ của cậu và bỏ chạy. Sau khi chạy đến cầu thang cô đã gặp Suwa và được tiết lộ rằng Kakezu mấy hôm nay thường xuyên chỉnh mảng khi luyện tập ở câu lạc bộ chỉ bởi vì Naho đã cố ý tránh mặt cậu. Khi nghe được những lời này từ Suwa, Naho đã quyết định chủ động quay lại tìm Kakezu để hỏi xem cậu ta muốn nói gì với cô lúc sáng. Sau đó cô mới biết thì ra Kakezu luôn có suy nghĩ sẽ chia tay với Eda và thừa nhận việc chỉ nhìn vào gương mặt để quyết định hẹn hò là một sai lầm. Kakeju nói rằng rất ghét cảm giác không được trò chuyện với Naho mỗi ngày đồng thời cậu cũng cảm thấy sau khi hẹn hò. Với Eda mới phát hiện ra bản thân đã quan tâm đến một người khác rồi cậu chạy vù đi mất trong sự ngỡ ngàng của Naho. Theo như trong lá thư Naho biết được buổi sáng hôm nay Kakezu sẽ không mang ô đi học và bị ướt hết. Do đó cô đã chuẩn bị trước một chiếc khăn tắm để cậu ta lau người sau đó Kakezu nhân tiện cũng lên tiếng rủ Na Ho cùng đi về sau giờ học. Thấy vậy những người còn lại đều nhanh ý nói có việc bận để cả hai có không gian riêng với nhau. Sau buổi học Kakezu đã dẫn Na Ho đến công viên và bất ngờ tặng cho cô một chiếc kẹp tóc để cảm ơn những bữa trưa mà Na Ho đã chuẩn bị cho cậu. Không những thế Kakezu còn mạnh dạn rủ Na Ho cùng đi học nhóm vào cuối tuần ở thư viện. Nhờ có sự giúp đỡ của Na Ho mà Kakezu bất ngờ đạt được điểm cao nhất trong bài kiểm tra hóa dù cậu đã nghỉ học rất nhiều sau đó trong giờ học thầy giáo đột nhiên nổi hứng giảng về sức hút của hố đen thứ có thể giúp con người du hành thời gian theo học thuyết đa thế giới mà thầy giáo nói tới bất cứ một sự thay đổi nhỏ nào ở quá khứ cũng sẽ sinh ra một tương lai mới giống như kiểu một thế giới song song hoàn toàn tách biệt với tương lai vốn có điều này làm na hô chợt nhận thấy những sự việc cô đang trải qua đã bắt đầu có sự khác biệt với tương lai được đề cập trong lá thư và cô cũng nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào đi nữa cô cũng không thể cứu sống được kakezu ở thực tại kia Trưa hôm đó hai người lại cùng nhau ăn cơm trưa ở sân trường sau khi nói chuyện vu vơ Na Ho đã lấy hết can đảm để rủ Kake du cùng cô ngắm pháo hoa tại lễ hội văn hóa. Sắp tới ngày diễn ra lễ hội trong lúc mọi người đang cùng nhau trang trí lớp học Hajita vô tình. Nói ra chuyện Suwa có cảm tình với Na Ho và ngay lập tức đã bị cả nhóm bịt miệng tài lanh lại. Thì ra tất cả mọi người ngoài trừ Na Ho đều nhận ra tình cảm đơn phương của Suwa nhưng dường như họ đều mong muốn Na Ho và Kake du trở thành một cặp. Thậm chí chính Suwa cũng chấp nhận hy sinh tình cảm của bản thân để chúc phúc cho hai người bạn của mình. Một lúc sau tại bể bơi nhóm bạn đang dọn dẹp thì Suwa được mấy fan hâm mộ khóa dưới rủ đi xem triển lãm tranh cậu. Liên nhân cơ hội này giao lại phần việc của mình cho Ho để tạo điều kiện cho cô có cơ hội ở riêng với Kakeju. Thông qua lá thư Ho cũng đã biết trước được điều này nhưng nó còn giúp cho Ho nhận ra rằng từ trước tới nay Suwa luôn âm thầm quan tâm giúp đỡ mọi người, điều mà cô cùng những người khác vì đã quá quen thuộc đang dần coi đó là một việc hiển nhiên. Và một dịp quan trọng như tối nay Ho quyết định sẽ đeo chiếc kẹp tóc mà Kakeju tặng để cùng ngắm pháo hoa với cậu ấy. Tuy nhiên cô lại bất ngờ bị nhóm của Eda chặn đầu bắt phải giao ra chiếc kẹp. Lần đầu tiên trong đời Na có đủ dũng khí để phản kháng lại sự ức hiếp của người khác gây ra với mình. May mắn thay lúc này Suwa tình cờ đi ngang qua nhìn thấy nên đã nhanh chóng giúp cô thoát khỏi rắc rối. Nhờ Suwa nói cho Kakezu đã biết việc Na bị thương ở tay và giúp cô xử lý. Đồng thời lần này Na cũng biết việc Suwa đã làm cho mình, cô không quên nói lời cảm ơn chân thành với Suwa làm cho cậu ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tại bể bơi nhân lúc chỉ có hai người Kakezu đã đánh liều hỏi Naho rằng nếu được chọn giữa cậu cùng Suwa và Hazita để tỏ tình thì cô sẽ tỏ tình với ai. Câu hỏi này đến quá bất ngờ khiến Naho đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng cô chưa kịp trả lời thì Azusa và Takako đã đi đến hỏi ngược lại Kakezu sẽ chọn tỏ tình với ai trong ba người bọn họ. Một lúc sau khi Kakezu nói chuyện riêng với Suwa, cậu ấy mới tiết lộ lý do cậu chưa dám thổ lộ tình cảm với Naho là vì sợ sẽ làm tổn thương cô ấy. Kết quả bầu chọn nam vương và nữ hoàng của lễ hội cuối cùng cũng được công bố trong khi Eda giành ngôi quán quân ở bên nữ sinh thì Hazita lại về bét ở bên nam sinh khôi hài thật sự. Rồi cậu lại còn bị Azusa đùa đến nổi máu nóng trong người. Sau lễ trao giải là tiết mục bắn pháo hoa Kakezu bảo Naho đến hồ bơi trước còn cậu thì đi xin lời khuyên của Suwa. Trong lúc đang mân mê chiếc kẹp tóc Naho lại một lần nữa bị nhóm của Eda chặn đường và bắt phải vác một thùng hàng rất nặng cho bọn họ. Đây chính là âm mưu của Eda nhằm ngăn Naho không thể đến bể bơi rồi nhân cơ hội đó chị ta sẽ tiếp cận Kakeju để xin quay lại. Tuy vậy không hiểu sao Suwa và Hajita giống như đã biết trước việc này nên đã đứng chờ sẵn trước cửa bể bơi và đánh lừa Eda rằng Kakezu đang đợi chị ta ở sân bóng. Cùng lúc đó Azusa và Takako cũng có mặt để giúp Naho bê thùng hàng kia và bảo cô nhanh chóng chạy đến gặp Kakezu. Tuy nhiên khi đến nơi có vẻ như tiết mục bắn pháo hoa đã kết thúc bên cạnh hồ bơi tĩnh lặng cả hai đã mạnh dạn thừa nhận sẽ tỏ tình với đối phương. Sau đó khi Kakeju nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Naoh một đợt pháo hoa rực rỡ không báo trước bất chợt làm bừng sáng cả bầu trời đêm tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Và một ngày khi cô đọc bức thư gửi từ tương lai và biết được rằng Kakeju không mất vì tai nạn giao thông mà do cậu tự sát. Naoh của tương lại muốn cô giúp sưởi ấm và chữa lành vết thương trong lòng của Kakeju để ngăn chặn cái chết của cậu. Và cô của tương lai đoán rằng chuyện cậu ấy tự sát có liên quan đến mẹ của cậu ấy. Sau đó cả nhóm đã có buổi hẹn đi chơi lễ hội nhưng lại tách cho Naoh và Kakeju đi riêng với nhau. Họ chơi rất vui nhân cơ hội này Naho đã hỏi Kakezu về chuyện của mẹ cậu ấy. Sau một hồi đắn đo, Kakezu cũng dũng cảm chia sẻ về mẹ mình với Naho. Naho từ đây mà biết được rằng vào ngày khai giảng cậu đã hứa với mẹ sẽ đi khám cùng bà. Nhưng đúng ngày hôm đó nhóm Naho lại rủ cậu đi chơi. Vì quá vui mừng khi được đi chơi cùng bạn, cậu đã nhắn tin bảo mẹ tự đi đến viện và nghĩ sẽ xin lỗi bà ấy sau. Không ngờ khi về nhà Kakezu mới biết tin mẹ đã tự sát. Đó chính là lý do khiến cậu luôn dần vặt và đổ lỗi cho bản thân về cái chết của bà. Sau khi kể cho Na Ho mọi chuyện Kakezu nói với cô muốn được ở một mình. Thế rồi khi những người còn lại trong nhóm tới nơi Kakezu đã âm thầm bỏ về trước. Những ngày sau đó Kakezu liên tục bỏ tập nên Suwa đã đến gặp Na Ho để hỏi lý do. Na Ho lúc này cũng cảm thấy một mình sẽ rất khó cứu được Kakezu nên đã lên tiếng nhờ Suwa giúp đỡ. Tuy nhiên bất ngờ là khi cô còn chưa biết phải giải thích với Suwa như thế nào cậu ta đã chủ động đề cập đến chuyện những lá thư. Lúc này Na Ho mới biết thì ra không riêng gì cô mà Suwa cũng nhận được một bao thư gửi tới từ tương lai. Bên trong đó còn cho biết ngày sinh nhật của Kakezu và cũng yêu cầu Suwa phải đợi đến sau cùng mới được hỏi Kakezu về món quà mà cậu ta thích nhất. Ngày hôm sau Suwa cố ý nhắc đến chuyện sinh nhật với Kakezu để tiện thể cho mọi người biết. Sau đó lần lượt từng người trong số họ tìm đến để hỏi Kakezu muốn quà gì làm cậu thực sự rất vui khi được quan tâm. Naho phát hiện ra Kakezu không có túi thể thao nên đã quyết định sẽ mua một chiếc làm quà tặng. Tuy nhiên khi ra đến cửa lớp Eda đã nghe lén tất cả và lại một lần nữa định giở trò bắt nạt Naho. Cũng may Azusa và Takako đã kịp thời xuất hiện dần mặt khiến chị ta phải xấu hổ bỏ về lớp. Thực hiện đúng theo yêu cầu trong lá thư tan học Suwa mới hỏi Kakezu muốn được tặng quà gì Kakezu. Nghĩ không ra mình muốn quà gì nên cậu đã nói đùa rằng muốn có một bó hoa để có thể tặng lại nó cho Naho. Đến ngày sinh nhật mọi người vui vẻ đem quà lên tặng cho Kakezu, Suwa thì bị cả nhóm súng vào chơi chọc khi đưa cho Kakezu một bó hoa. Kakezu rất cảm kích Suwa và tặng bó hoa cho Naho. Sau ngày sinh nhật Kakezu luôn xuất hiện vui vẻ cùng với chiếc túi mà Naho tặng. Tuy nhiên bất ngờ trong thư của Suwa và Naho lại tiết lộ rằng Kakezu chuẩn bị đi gặp nhóm bạn cũ từ Tokyo và họ sẽ nói chuyện về cái chết của mẹ cậu ta. Điều này vô tình đã khiến cho những cảm giác tội lỗi của Kakezu quay trở lại dẫn đến việc cậu đã lựa chọn tự sát trong phòng riêng nhưng may mắn đã được phát hiện và cấp cứu kịp thời. Biết được chuyện này Suwa và Naho liền quyết định phải làm gì đó để ngăn nó xảy ra. Cuối buổi học Kakezu ở lại trực nhật và bỗng nhiên nhớ về mẹ của mình sau đó hỏi Na hô những điều kỳ lạ làm cô thực sự hoảng hốt. Thấy vậy hoa liền bước đến hỏi thẳng Kakezu rằng cậu ta đã bao giờ có suy nghĩ muốn đi theo. Mẹ của mình chưa khiến Kakezu bật khóc và bắt đầu nói ra những nỗi đau sâu kín trong lòng. hoa nghe xong nhẹ nhàng ôm bạn mình vào lòng sau đó nói rằng Kakezu hoàn toàn không có lỗi khi mẹ cậu lựa chọn cái chết. Đồng thời khuyên cậu hãy mở lòng để mọi người giúp đỡ cùng vượt qua nỗi đau. Lúc này ở bên ngoài cửa lớp Takako và Azusa cũng đã vô tình nghe thấy tất cả mọi chuyện. Mặc dù đã thừa nhận tình cảm của mình với Naho nhưng Kakezu lại không định chính thức hẹn hò vì cậu vẫn sợ sẽ làm tổn thương cô ấy. Đại hội thể thao của trường đang đến gần Kakezu là người chạy nhanh nhất lớp nên đã được đăng ký chạy cuối trong phần thi tiếp sức. Tuy nhiên theo lá thư thì do gặp phải áp lực quá lớn nên cậu đã bị ngã trong cuộc thi khiến. Cho lớp bị xếp hạng chót Kakezu sau đó đã rất hối hận và đổ lỗi cho bản thân vì thất bại này. Còn Suwa thì sung phong đứng ra nhận chạy thay cho Kakezu. Tuy nhiên hai người đều cảm thấy giải quyết như vậy có vẻ chưa được ổn lắm sau khi suy nghĩ kỹ Suwa và mọi người trong nhóm. Đã xin phép thầy giáo được chạy cùng Kakezu làm cho gánh nặng trên vai của Kakezu dường như đã thực sự nhẹ đi không ít. Đồng thời Naho cũng quyết định kể từ giờ sẽ không lạm dụng lá thư nữa mà sẽ dùng chính tấm lòng của mình để khiến Kakezu hạnh phúc hơn mỗi ngày. Khi tan học Naho vô tình ngã vào lòng Kakezu nhưng lại ngại ngùng ngay lập tức tách khỏi cậu. Đến khi Kakezu đưa tay lên ngỏ ý muốn nắm thì cô cũng không hiểu ý của cậu. Kake du tưởng rằng Naho cố gắng giữ khoảng cách với mình nên cậu buồn bã quay đi. Naho lo lắng đem chuyện này kể với mọi người thì được Azusa giải thích rằng thực ra Kake chỉ muốn nắm tay cô mà thôi. Khi đang nói chuyện với Suwa về nỗi lo lắng khi mình không biết có thể giúp Kake không nghĩ đến việc tự sát hay không. Lúc này Suwa khuyên Naho tìm sự giúp đỡ từ nhóm bạn đừng dồn hết áp lực vào mình. Vì vậy cuối cùng Naho cũng kể bí mật về lá thư đến từ tương lai cho Azusa và Takako cùng Hajita nghe. Bất ngờ là tất cả mọi người trong nhóm đều nhận được những lá thư gửi từ chính mình năm 26 tuổi và đều có chung một mục đích là cứu lấy Kakezu. Trong thư tất cả đều được nói là hãy ủng hộ cho Naho và Kakezu trở thành một cặp nên sau đó cả bọn đã lên kế hoạch để hai người này có thêm cơ hội gần gũi với nhau. Đúng như trong thư ngày hôm sau trời đột nhiên đổ một cơn mưa bất chợt Kakezu lại bị hai thằng bạn từ chối cho đi ké. Nên cuối cùng đành phải xin đi chung với Naho. Mặc dù đã có không gian riêng tư nhưng do vẫn còn ngượng ngùng nên Naho vẫn tiếp tục giữ khoảng cách khiến Kakezu khá buồn tuy vậy trong lúc cùng nhau chú mưa cô đã lấy hết can đảm để chủ động nắm tay cậu ngày diễn ra hội thao nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh đều có gia đình đến cổ vũ kake du thực sự cảm thấy hơi tủi thân đọc lá thư từ tương lại biết được điều này nên suwa đã bí mật nhờ bố đưa bà ngoại kake du đến xem hội thao khiến kake du rất bất ngờ và hạnh phúc hội thao diễn ra đến môn đấu vật các nam sinh đều phải cởi áo để chuẩn bị thi đấu suwa với những múi cơ bắp săn chắc đã khiến tất cả mọi người phải gieo lên thích thú Nhìn thấy điều đó trong đầu Kakezu lúc này đã xuất hiện suy nghĩ sẽ rút lui bởi cậu tự cảm thấy bản thân mình không đáng tin cậy bằng Sua. Sau khi kết thúc phần thi đấu vật lớp, Naho đã xuất sắc giành chiến thắng. Tuy nhiên mọi người ít nhiều đều bị chấn thương khi nhìn thấy Naho xử lý vết thương cho Sua, Kakezu chợt nổi cơn ghen và tỏ thái độ hung hăng bất thường. Gần đến thời điểm phải tham gia phần thi chạy tiếp sức Naho và Kakezu đột nhiên lại bị thầy giáo nhờ đến phòng đạo cụ để bê đồ nhảy. Trong khoảng thời gian đó, bốn người còn lại thông qua lá thư của Hajita mới biết Kakezu đã bị chấn thương ở mắt cá sau cuộc thi vật. Tuy nhiên cậu đã cố giấu để không làm ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người. Bên này Kakezu đang phải đánh vật với tấm đệm cùng chiếc cổ chân đau nhói. Lúc này bất ngờ cả nhóm đã xuất hiện hỗ trợ đồng thời hỏi hang Kakezu tại sao lại không cho mọi người biết về chấn thương của mình. Cảm động trước sự quan tâm của đám bạn Kakezu đã quyết định sẽ cho họ biết sự thật đó là hôm nay mẹ cậu vắng mặt là vì bà ấy đã mất chứ không phải bận đi làm giống như cậu đã nói trước đó sau khi được mọi người động viên và khích lệ đặc biệt là từ naho kakeju đồng ý đi đến phòng y tế để kiểm tra và biết được mình đã bị bong gân tuy vậy kakeju vẫn kiên quyết muốn được chạy cùng với cả nhóm còn nói rằng nếu bỏ lỡ chuyện này cậu sẽ vô cùng hối tiếc mọi người biết không thể ngăn cản được kakeju nên đành để cậu tham gia chạy naho còn chủ động đổi băng chán với kakeju làm cậu cảm thấy rất vui sau đó vì để có thêm động lực mọi người đã đặt ra một kiểu thách đấu đó là nếu kakeju có thể về đích Đầu tiên thì cậu sẽ được Na hô thưởng cho một nụ hôn còn nếu thất bại thì nụ hôn đó sẽ thuộc về Su A. Sau hiệu lệnh xuất phát xung quanh ngay lập tức gieo hò cổ vũ. Mới đầu nhóm của Na hô nhanh chóng dẫn đầu tuy nhiên càng về sau dù đã rất cố gắng nhưng mọi người vẫn bị các lớp bên cạnh vượt lên. Đến lượt chạy quyết định của Kake du nhờ vào sức mạnh tình bạn cùng quyết tâm giành lấy nụ hôn đầu của Na hô, cậu đã xuất sắc vượt qua lần lượt từng đối thủ rồi cán đích ở vị trí đầu tiên. Sau cuộc thi Kake du đã đến xin lỗi Na vì hành động nóng nảy khi nãy và thừa nhận mình đã ghen khi thấy cô vui vẻ bên cạnh Su đồng thời cậu cũng nói muốn giữ lại giải ban đầu làm kỷ niệm sau đó bất ngờ chớp lấy cơ hội hôn vào má na hô rồi sung sướng rời đi sau ngày hội thao suwa đã in ảnh của cả nhóm khi tham gia buổi hội thao hôm qua đột nhiên azusa nhắc đến giao kèo của kakezu khi cậu đã thắng cược và có thể nhận được nụ hôn từ na hô điều này làm na hô và kakezu ngại chín mặt sau đó suwa cho kakezu xem nụ cười trong hội thao hôm qua y hệt như nụ cười của cậu khi bên mẹ mình vậy cả nhóm cùng động viên cậu hãy sống thật vui vẻ và không nên gánh hết gánh nặng một mình chuẩn bị giáng sinh nên cả nhóm lên kế hoạch đi chơi cùng nhau nhưng Kakeju lại rủ Na đi hẹn hò riêng với mình vào ngày đó thế rồi mọi người cùng lên kế hoạch để đi chơi giao thừa cùng nhau đột nhiên Suwa nói đêm giao thừa mình có hẹn và không đi được hóa ra trong lá thư Suwa biết được vào đêm giao thừa mình sẽ tỏ tình với Na nên cậu đã chủ động từ chối đi chơi chung để tác hợp cho Na và Kakeju dù cậu biết sẽ không thay đổi được kết cục của Kakeju ở thế giới gửi thư nhưng cậu sẽ thay đổi kết cục của cậu ấy ở thế giới này vào đêm giao thừa cả nhóm đến chỗ hẹn với nhau Naho vẫn khá lo lắng vì cô biết được trong đêm giao thừa mình sẽ cãi nhau với Kakeju. Vì thua trò chơi nên Naho và Kakeju phải đi mua nước cho các bạn cả hai đã tâm sự với nhau. Kakeju nói rằng cậu rất sợ một ngày bà ngoại cũng ra đi và bỏ cậu lại một mình. Naho vô tình mở lời an ủi rằng sẽ không sao nhưng không ngờ điều đó lại khiến Kakeju tức giận. Bởi vì cậu rất sợ trong lúc mình vui vẻ đi chơi bà ngoại cũng sẽ đột nhiên biến mất giống như những gì mẹ cậu đã làm hôm khai giảng. Cảm thấy mình đã làm tổn thương Naho, Kakeju cố tỏ ra tức giận rồi hất tay cô ra không những thế còn nói với Na Ho từ nay hãy tránh xa cậu ra làm cô bật khóc nước nở. Lúc này Suwa ngồi ở nhà cảm thấy lo lắng nên đã thay đổi quyết định đi đến lễ hội để tìm Na Ho. Khi thấy cô bạn đang đứng khóc một mình dưới mưa tuyết Suwa đã đến khe ôm Na Ho vào lòng để an ủi. Tuy nhiên thay vì tỏ tình giống như những gì đã viết trong thư cậu lại động viên Na Ho hãy dũng cảm bước về phía trước và đừng bao giờ bỏ rơi Kakeju. Nghe được những lời này Na Ho nhanh chóng chạy đi tìm Kakeju nhưng không thể liên lạc với cậu được bởi vì Kakezu không có ý định nghe máy và đã thẳng tay đập nát chiếc điện thoại của mình. Tại thế giới gửi thư vào một ngày nọ khi đang dọn phòng Kakezu tình cờ tìm thấy chiếc điện thoại của mẹ và đọc được lời nhắn mà bà ấy viết cho cậu trong phần tin nhắn nháp. Đầu tiên mẹ của Kakezu xin lỗi vì hồi nhỏ đã lựa chọn ly hôn và tách Kakezu ra khỏi bố nhưng đó là vì bố cậu là một người đàn ông bạo lực thường xuyên chút giận lên vợ con. Thứ hai bà xin lỗi vì đã tự ý chuyển về thị trấn này sinh sống rồi còn bắt Kakezu phải hứa không gia nhập bất cứ câu lạc bộ nào ở. Trường mới bởi vì bà biết cậu thường bị những đàn anh ở câu lạc bộ cũ bắt nạt và cuối cùng mẹ của Kakezu xin lỗi vì tình hình sức. Khỏe của mình đã kìm hãm cuộc sống của con trai đồng thời mong rằng sau này Kakezu sẽ có thể vui vẻ làm bất cứ điều gì mà cậu thích. Đọc những dòng chữ này Kakezu mới hiểu tất cả những gì mẹ làm từ trước đến nay đều là vì muốn tốt cho mình vậy mà cậu còn bảo bà ấy phiền phức. Sau đó Kakezu đã bật khóc vì hối hận rồi quyết định đạp xe lao thẳng vào một chiếc ô tô đang chạy ngược chiều để đến đoàn tụ và nói lời xin lỗi với mẹ của mình. Quay về với thế giới nhận thư, Kakeju đã đi học trở lại nhưng mối quan hệ của cậu và Nahou vẫn chưa có dấu hiệu làm lành. Không muốn chuyện này tiếp diễn, Nahou đã quyết định mở lời xin lỗi trước sau đó Kakeju cũng đã nhận lỗi vì hành động nóng nảy đêm giao thừa. Tuy vậy Kakeju vẫn chủ động giữ khoảng cách với Nahou vì không muốn làm cô ấy tổn thương thêm nữa. Dù liên tiếp bị Kakeju xa lánh nhưng Nahou vẫn không bỏ cuộc thậm chí còn nhắn nhủ Kakeju nhất định phải đợi đến lễ tình nhân. Trong lúc đó ở thế giới gửi thư mọi người đột nhiên nhớ lại những lời giảng của thầy giáo về hố đen 10 năm trước vậy nên dù xác suất thành công là rất thấp nhưng tất cả đều nhất trí sẽ viết thư rồi thả ở những nơi đang bị nghi ngờ là hố đen nằm ở ngoài đại dương với hy vọng chúng sẽ may mắn đến được tay chính mình trong quá khứ từ đó có thể cứu sống được kakeju dù rằng điều đó cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì trong thế giới của họ đến ngày lễ tình nhân na đã tự tay chuẩn bị sô cô la cho kakeju tuy nhiên hết lần này đến lần khác cô đã không có đủ dũng khí để tặng nó sau khi thất bại ở ba lần đầu na đã đọc lá thư và quyết tâm sẽ thổ lộ tình cảm của mình vào cuối giờ Tuy nhiên khi tiếng chuông tan học vang lên thì Kakezu cũng đã bảo về trước Naho vội vã đổi theo vì sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội thay đổi tương lai. Tuy nhiên trên đường đi cô lại đâm phải Eda và khiến hộp sô cô la bị méo mó rồi cô ta chặn đường không cho cô đi. Với khát khao phải cứu sống được Kakezu Naho lần này đã không còn sợ hãi nữa cô lớn tiếng yêu cầu Eda tránh đường rồi nhanh chóng đuổi kịp Kakeju và nói muốn hẹn hò với cậu. Mặc cho sau đó Kakeju bảo rằng rất sợ sẽ lại làm Naho tổn thương giống như đêm giao thừa cô vẫn dứt khoát ôm lấy và nói muốn chia sẻ mọi vui buồn với Kakezu làm cho cậu chợt mềm lòng bật khóc. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng của cả nhóm Kakezu và Naho đã chính thức hẹn hò với nhau. Sau ngày lễ tình nhân chính là ngày Kakezu quyết định tự sát tuy nhiên tình trạng hiện tại đã có sự. Khác biệt khi mà Kakezu đang hạnh phúc vì được hẹn hò với Naho cũng như nhận được nhiều sự quan tâm từ đám bạn. Dù vậy cả nhóm vẫn cảm thấy lo lắng vậy nên mọi người đã bí mật bàn nhau lập một kế hoạch dự phòng để hoàn toàn ngăn chặn sự việc kia xảy ra cuối ngày hôm đó. Khi đang dọn phòng Kakezu đã tìm thấy chiếc điện thoại cũ của mẹ và mọi thứ lại có vẻ sẽ diễn ra giống như ở thế giới kia. Cả nhóm lúc này cũng đã đợi sẵn ở đường cao tốc nơi Kakezu gặp tai nạn để đề phòng. Sau đó khi đã qua thời điểm được nhắc đến trong thư mọi người đã đến nhà Kakezu để xác nhận lại thì bất ngờ được bà của Kakezu cho biết cậu mới vừa chạy ra bên ngoài. Cả nhóm lo lắng ngay lập tức chia nhau ra tìm kiếm được một lúc thì Suwa và Naho phát hiện ra một vụ tai nạn xảy ra ở một ngã tư. Khi họ chạy đến thì thấy Kakezu đã nằm bất động trên đường tuy nhiên may mắn thay cậu không sao cả. Lần này vào giây phút sinh tử những ký ức vui vẻ bên cạnh nhóm bạn và đặc biệt là Na Hồ đã làm cho khát vọng sống trong người Kakezu bùng lên mạnh mẽ ngăn bước cậu ngay trước ngưỡng cửa tử thần. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó bắt đầu tiết lộ cho Kakezu biết về những lá thư được gửi đến từ tương lai cả năm người ở. Thế giới đó đều thể hiện sự hối hận khi đã không quan tâm đến cậu nhiều hơn nên bây giờ mới phải mang theo sự hối tiếc cho đến hết cuộc đời. Đọc xong những dòng tâm sự này Kakeju hoàn toàn không muốn bạn mình phải chịu nỗi đau đó vì vậy cuối cùng cậu đã lựa chọn buông bỏ quá khứ để cùng mọi người hướng về tương lai ở phía trước. Vậy là đã kết thúc một cuộc hành trình 13 tập cùng kỳ tích màu cam, cảm ơn bạn vì đã theo dõi. Hãy ủng hộ chúng mình nhiều hơn bằng một nút like hoặc đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.